Dạ. Ở đây cái đường Tôn Đức Thắng, mình đi qua đó cái cầu, mình qua đó cầu Thắng Hội cho nó. Làm sau này nó xảy ra bên này là đất quận 2 phải không? Quận 2 đây nè. Đó, quận này cũng đất quận 2 bên này. Còn quận 4 nằm đây nè. Đây đây, mình đi đi. Đó đó đó. Đó đúng rồi anh. Dạ dạ dạ. Quận 2.